Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ những thông tin vô cùng bổ ích tới cho các bạn. Và trong video ngày hôm nay, Kiều Anh sẽ giới thiệu tới các bạn công dụng của dòng sản phẩm nước ép lựu đến từ Hàn Quốc trong việc là hỗ trợ làm đẹp da, đồng thời là ngăn ngừa căn bệnh xơ vữa động mạch. Thưa các bạn, đối với chị em phụ nữ chúng ta thì hẳn rằng làn da rất quan trọng, đồng thời là sức khỏe của chúng ta phải đảm bảo cũng như là tốt thì chúng ta mới có được một làn da khỏe mạnh, đúng không ạ? Bên cạnh các biện pháp, các phương pháp làm đẹp da tác động từ bên ngoài thì bên trong cơ thể của chúng ta cũng phải được chăm sóc kỹ càng. Và để làm đẹp da từ sâu bên trong thì chúng ta có rất nhiều phương pháp, chẳng hạn như là uống nước ép hoa quả. Nước ép hoa quả thì từ xưa đến nay thì vốn đã được xem là một trong những loại thực phẩm có chứa nhiều vitamin và có công dụng làm đẹp da vô cùng hiệu quả. Tuy nhiên thì không phải ai cũng có thời gian để làm cho mình, chế biến cho mình một cốc nước ép hoa quả đầy đủ chất dinh dưỡng, làm đẹp da cũng như là chăm sóc cơ thể. Hiểu được điều này, các nhà sản xuất tại Hàn Quốc đã nghiên cứu và cho ra đời dòng sản phẩm nước ép lựu bên cạnh Kiều Anh đây. Và đây đang là một trong những dòng sản phẩm hàng đầu trên thị trường Hàn Quốc ở trong việc là hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, đồng thời là làm đẹp da cho chị em phụ nữ từ sâu bên trong. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu qua về nguồn gốc xuất xứ của dòng sản phẩm này nhé. Đây là một trong những dòng sản phẩm đến từ Hàn Quốc, đất nước với rất nhiều dòng sản phẩm thực phẩm chức năng tốt cho sức khỏe. Và sản phẩm này thì được sản xuất cũng như là được đứng tên bởi công ty Samsung, tập đoàn Samsung, một trong những tập đoàn thương hiệu vô cùng nổi tiếng tại Hàn Quốc. Và dòng sản phẩm này thì với nguyên liệu chính đó chính là những quả lựu tươi mọng tại Hàn Quốc. Và những quả lựu này thì sau khi được chọn lọc thì sẽ được chế biến cũng như là ép để lấy nước trên dây chuyền công nghệ hiện đại. Và để đảm bảo rằng dòng sản phẩm này vẫn còn giữ nguyên các dưỡng chất, các vitamin thì những quả lựu này được chế biến ở trong dây chuyền công nghệ hiện đại, khép kín để đảm bảo rằng chất lượng của nó đạt tuyệt vời. Với dòng sản phẩm này thì công dụng vô cùng nhiều. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ đi vào những công dụng chính, đó chính là khả năng làm đẹp da, đồng thời là phòng chống căn bệnh xơ vữa động mạch. Đối với phụ nữ ngoài 25 tuổi thì tình trạng lão hóa bắt đầu xuất hiện, da của chúng ta chắc chắn sẽ xuất hiện nhiều khuyết điểm, nhiều nếp nhăn. Chính vì vậy, việc sử dụng nước ép lựu đến từ Hàn Quốc là một trong những giải pháp lâu dài cũng như là hiệu quả được nhiều người tin dùng cũng như là sử dụng. Trong dòng sản phẩm nước ép lựu này thì có chứa nhiều vitamin. Các vitamin này khi đi sâu vào cơ thể không chỉ là ngăn chặn tình trạng lão hóa mà còn giúp cho cơ thể của chúng ta được khỏe mạnh hơn. Và đồng thời, trong nước lựu collagen này thì đã được chứng minh rằng có chứa nhiều chất chống oxy hóa. Các chất chống oxy hóa này thì có khả năng cao trong việc là ngăn chặn tình trạng lão hóa sớm cũng như là sự hình thành của các gốc tự do. Từ đó thì sẽ khiến cho chúng ta có được một làn da đẹp hơn, tuyệt vời hơn. Và tiếp theo đó chính là thành phần collagen có trong dòng nước ép lựu Hàn Quốc này. Đúng như cái tên nước ép lựu collagen, các nhà sản xuất tại Hàn Quốc đã thêm thành phần collagen vào trong dòng sản phẩm nước ép này để dòng sản phẩm này cung cấp một lượng collagen nhất định cho chị em phụ nữ. Vậy nên là trong quá trình chúng ta sử dụng thì hợp chất collagen này sẽ đi sâu, nuôi dưỡng da, đồng thời là giúp cho chúng ta có được một làn da đẹp hơn, ngăn chặn tình trạng lão hóa sớm. Vâng, đó chính là những công dụng chính, những thành phần chính của dòng sản phẩm nước ép lựu collagen đến từ Hàn Quốc trong việc là hỗ trợ làm đẹp da. Vậy còn tác dụng chống căn bệnh xơ vữa động mạch như thế nào thì các bạn hãy nghe kỹ nhé. Trong nước ép lựu Hàn Quốc thì có chứa nhiều hợp chất polyphenol và đây là một trong những hợp chất đã được chứng minh rằng có công dụng cao, hiệu quả trong việc là phòng chống căn bệnh xơ vữa động mạch. Những nghiên cứu lâm sàng cho thấy một phần của chế độ ăn uống lành mạnh cộng với nước ép lựu collagen Hàn Quốc hàng ngày có thể ngăn ngừa căn bệnh đau tim, đột quỵ cũng như là các bệnh về tim khác. Nguyên nhân là do lựu có khả năng làm loãng máu, tăng lưu lượng máu đến tim, giảm huyết áp, giảm màng bám trong động mạch và làm giảm cholesterol xấu, trong khi tăng cholesterol tốt bảo vệ cho cơ thể. Các hợp chất polyphenol này thì có công dụng hiệu quả và không chỉ giúp cho chúng ta có được một làn da đẹp hơn, đồng thời là còn ngăn ngừa căn bệnh xơ vữa động mạch hay là các căn bệnh liên quan về tim khác. Vâng, như vậy có thể thấy là những công dụng tuyệt vời mà dòng sản phẩm nước ép lựu Hàn Quốc mang lại cho chúng ta, đúng không ạ? Bên cạnh những công dụng tuyệt vời như vậy thì dòng sản phẩm này còn được thiết kế với bao bì vô cùng trẻ trung, hiện đại cũng như là sang trọng. Chúng ta có thể sử dụng làm quà tặng cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp hay là cấp trên.
Và đối với những người mà có tính chất công việc thường xuyên đi du lịch, đi công tác xa thì chúng ta có thể là mang theo dòng sản phẩm này bên người. Với thiết kế nhỏ gọn, hiện đại cũng như là đóng gói như thế này thì chúng ta có thể sử dụng trực tiếp luôn mà không cần phải đun nấu hay là qua chế biến gì cả. Và các bạn hãy nhớ cho Kiều Anh nhé, đó chính là với những sản phẩm tuyệt vời như này thì chúng ta cũng có những cách dùng riêng. Với sản phẩm nước ép liệu collagen đến từ Hàn Quốc này thì mỗi ngày các bạn hãy sử dụng cho Kiều Anh từ 1 cho đến là 2 gói. Và mỗi lần sử dụng thì chúng ta hãy sử dụng hết một gói như thế này. Và thời điểm tốt nhất đó chính là chúng ta uống vào buổi sáng và buổi tối trước khi ăn từ 15 cho đến là 20 phút. Và tất nhiên rồi, trong quá trình sử dụng thì chúng ta cũng nên kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh, tập luyện thể dục thể thao thì Kiều Anh tin chắc rằng các bạn không chỉ có một sức khỏe tuyệt vời mà các bạn còn có một làn da tuyệt đẹp và hoàn hảo. Và với sản phẩm này thì các bạn hãy nhớ cho Kiều Anh, đó chính là chúng ta hãy mua tại siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Bằng cách là chúng ta liên hệ tới hotline là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí. Hoặc các bạn có thể là nhấn vào đường link ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24giờ.com đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng, các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho dòng sản phẩm nước ép liệu đến từ Hàn Quốc. Và hy vọng với những thông tin Kiều Anh chia sẻ trong ngày hôm nay thì đã mang đến cho các bạn những kiến thức bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những clip tiếp theo.